Theo yêu cầu của một số thầy cô, em xin được làm cái clip hướng dẫn chia sẻ về cách sử dụng phần mềm Meet. Đầu tiên, thầy cô đăng nhập vào Gmail của mình. Ở góc bên phải, các ứng dụng của Google có cái nút chấm chấm, thầy cô click chuột trái vào. Thầy cô mở phần mềm Meet. Ở phía dưới này nó có cái nút màu xanh New Meeting. Thầy cô click chuột trái vào, thầy cô tạo một cái phòng họp cho mình. Cái phòng dạy cho mình ở đây nó có nhiều cách để tạo. Ở đây em tạo ở cái dòng thứ hai, đó là cuộc họp tức thời. Khi nó tạo được cái phòng họp như thế này thì cô lấy cái link để dán vào cái file Excel mà em đã gửi cho thầy cô. Thì cô tô đen cái link, copy, thì cô dán vào file Excel. Ví dụ đây em dán vào cái ngay cái tên của cô Minh Anh. Rồi đến cái buổi dạy của mình thì cô kê chuột vào cái link của mình, lúc này nó sẽ hiển thị ở phía dưới. Thì cô click chuột trái vào để nó mở cái phần dạy của chúng ta lên. Ở bên phải nó có cái nút là Join Now, chúng ta sẽ tham gia cái cuộc họp này. Tiếng Việt nó sẽ là tham gia này cô. Rồi khi chúng ta đã mở được cái phòng dạy, giả sử học sinh nó tham gia vào học. Lúc này nó sẽ có một cái thông báo. Thì thầy cô xác nhận cho học sinh vào học, thì cô nhấn vào Admit. Nếu là tiếng Việt nó sẽ là xác nhận và đồng ý. Thì chúng ta xác nhận tất cả cho học sinh nó vào học. Về cái cách sử dụng thì cũng tương tự như những cái phần mềm Zoom trên K12 chúng ta đã sử dụng. Ở đây em nhắc lại cái chỗ chức năng, đó là chia sẻ màn hình. Thì cô nhìn phía dưới này, nó có cái nút có mũi tên nè, Share Now, thì cô click vào đó để chia sẻ màn hình. Thì ở đây nó có ba lựa chọn. Dòng thứ nhất đó là chia sẻ toàn màn hình, có nghĩa là thì cô chọn cái này chia sẻ thì cô mở cái gì trên máy tính của mình là học sinh nó nhìn thấy hết. Còn thì cô chọn cái thứ hai thì sẽ là chia sẻ một cái cửa sổ mà thì cô muốn chia sẻ một cái cửa sổ nào đó thôi. Cái thứ ba là thì cô sẽ chia sẻ một cái tab nào đó trên trình duyệt. Thì nếu như mà không rành về sử dụng thì cô chọn cái đầu tiên đi, chia sẻ toàn màn hình. Khi đó thì cô chọn vào đây, chọn vào cái ảnh ở phía trên, cái nút chia sẻ nó nổi lên thì cô click vào chia sẻ. Thì lúc này thì cô cứ mở một cái bài dạy bình thường, học sinh nó sẽ nhìn thấy. Thì cô chia sẻ cái gì trên máy tính học sinh nó cũng nhìn thấy hết. Và khi thì cô muốn dừng chia sẻ thì cô nhấn vào dừng chia sẻ. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và nếu có ý kiến, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.